Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần để cùng đánh giá, nhìn nhận lại toàn bộ những cái kịch bản mà chúng ta đã phân tích trong tuần vừa qua. Sau đó thì Hùng Lê cùng với tất cả các anh chị em sẽ đi phân tích tất cả những cái nhóm ngành cơ bản và sau đó thì chúng ta sẽ có một vài phân tích định lượng về thị trường. Chỉ số VN Index, chỉ số VN30 F1M, đấy là chỉ số chứng khoán phái sinh, và chỉ số VN 30 thì đấy là ba cái chỉ số mà chúng ta sẽ có những phân tích định lượng sau khi mà chúng ta đi phân tích nhóm ngành xong. Thì trong bản tin video số 95, điểm và phân tích tuần từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 3 thì Hùng Lê đã có phân tích những cái yếu tố then chốt để quyết định cái xu thế thị trường. Trong đó thì chúng ta đã phân tích và nhận định hai cái yếu tố chính, đó là yếu tố ngoại biên và yếu tố nội tại của thị trường. Và sau đó thì chúng ta cũng đã có những cái phân tích đánh giá về VN Index ở cái vùng hỗ trợ. Chúng ta sẽ đánh dấu lại, đây là điểm đây. Đây chính là phiên ngày thứ 6 kết tuần trước, ngày 20 tháng 3. Khi đó thì Hùng Lê ra bản tin video số 95. Thì bản thân là hai phiên kết tuần thì VN Index đã đánh mất cái vùng hỗ trợ mà Hùng Lê phân tích ở đây, đó là vùng 715 đến vùng 720 điểm. Đấy là chính là phiên mất điểm thứ nhất, đó là phiên của đáo hạn hợp đồng phái sinh phiên ngày thứ năm, và đến phiên tái cơ cấu quỹ ETF thì một cái lực lớn bán ròng cực kỳ mạnh. Thì đấy là những yếu tố mà Hùng Lê đã phân tích và định lượng. Và khi cái việc là cái vùng hỗ trợ 715 bị phá vỡ thì cái hậu quả đó là phiên ngày thứ hai thì VN Index của chúng ta đã tạo gap, tức là rơi hẳn qua vùng 700 điểm luôn và đi về vùng 650 điểm. Thì bản thân là khi mà Hùng Lê phân tích định lượng ở vùng 715 điểm thì chúng ta cũng đã dự đoán trước những cái kịch bản xấu, trường hợp nếu như cái vùng hỗ trợ, tức là trong phân tích kỹ thuật, nếu phá hỗ trợ thì bất kể là thị trường chung hoặc là cổ phiếu, nó sẽ có những cái xu hướng đánh xuống ở những vùng hỗ trợ sâu hơn. Và tại cái thời điểm đó thì chúng ta cũng đã có những cái định lượng về việc là nếu như mà VN Index bị gãy cái vùng 715 thì cái xu hướng cao là sẽ đánh về vùng 650. Và trong tuần vừa rồi thì VN Index của chúng ta đã chưa chạm đến vùng 650. Trong phiên ngày hôm nay thấp nhất là ở vùng 652. Thấp nhất ở vùng 652, trong khi đó chúng ta dự báo ở khoảng vùng 650, tức là nó lệch khoảng tầm biên 2 điểm. Và thị trường có những cái nhịp hồi phục đây thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích ở những yếu tố góc cạnh như này. Còn đối với cái việc hợp đồng phái sinh VN 30 F1M thì gần như là Hùng Lê cũng đã có những cái định lượng về việc có thể là sẽ có những điểm long lên và đánh xuống. Thì bởi vì hiện tại là cái xu thế hiện tại của cái hợp đồng phái sinh là nó đang cái trend giảm khá là rõ ràng, bởi vì chúng ta cũng thấy rằng là nó đã rơi một mạch từ khoảng vùng 900, đúng không, vùng 900, và đến bây giờ là còn bắt đầu tiệm cận đến vùng 600 điểm. Như vậy là cũng mất tương đối đối với hợp đồng phái sinh 30F1M. Và trong tuần vừa rồi thì chúng ta cũng thấy rằng là một cái tuần mà chỉ số VN Index của chúng ta giao dịch được đánh giá khá là tích cực về mặt điểm số. Tuy nhiên cái yếu tố nội tại đằng trong lòng thị trường thì tí nữa Hùng sẽ nói. Chúng ta đang có những cái yếu tố nó khá là đáng báo động ở trong cái nội tại và trong cái lòng của thị trường của VN Index. Thế thì chúng ta thấy rằng đến thời điểm hiện tại thì cái tình hình bệnh dịch ở trên thế giới thì đang diễn biến hết sức là phức tạp, và trong nước ta thì chính phủ cũng đã có những cái biện pháp rất là tích cực, và chúng ta cần phải nói những cái này để chúng ta sẽ đưa ra được những cái quan điểm là thị trường sẽ phản ứng như thế nào tại cái mốc 700 điểm. Thì có những cái biện pháp mà Hùng Lê đánh giá rằng chính phủ Việt Nam đã rất là tích cực, đó là việc mà chúng ta đã dừng cái nhập cảnh, đấy chính là dừng đưa những người bệnh bên ngoài vào. Vậy thì bây giờ những cái vấn đề nào nó có thể phát sinh dịch ở trong cái đất nước của chúng ta, thì đấy là cái lây nhiễm chéo, tức là có những người lây nhiễm mà chưa được kiểm soát và đi ra lây lan ra bên ngoài cộng đồng. Ví dụ như là trường hợp ở bệnh viện Bạch Mai, hoặc là trường hợp của cái quán bar ở trong thành phố Hồ Chí Minh, thì đấy là những cái yếu tố mà nó sẽ tác động đến cái số lượng người tăng. Hoặc là lây nhiễm từ bác sĩ mà chăm sóc bệnh nhân thì đương nhiên cái này nó cũng sẽ có, thì cái này nó sẽ chỉ có điều là tăng cường thêm cho bác sĩ thôi. Và mới đây thì Hùng Lê cũng đã có nghe được một cái thông tin, đấy là chính phủ của chúng ta sẽ cố gắng hạn chế dưới 1.000 người.
nhiễm. Và tại vì sao chúng ta cần phải hạn chế tối đa cái việc mà người bị nhiễm Covid? Bởi vì chúng ta biết rằng là khi cái hệ thống y tế quá tải thì cái tỷ lệ tử vong nó sẽ rất là cao. Khi mà số lượng người nhiễm càng thấp bao nhiêu thì chúng ta sẽ dành được tất cả những cái nguồn lực để chăm sóc và duy trì những cái người mà bị mắc bệnh ở trong cái khả năng của chúng ta. Đó, trong khả năng chúng ta, nên là cái việc mà chúng ta cùng đồng lòng với lại là chính phủ và tất cả những người dân, chúng ta phải có những ý thức tốt hơn để chúng ta chiến đấu lại Covid, tức là chúng ta cũng đang chiến đấu lại để bảo vệ cái thị trường của chúng ta, đấy là thị trường chứng khoán. Và những cái biện pháp rất là mạnh, ví dụ như là dừng để nhập khẩu xuất khẩu gạo, không phải nhập khẩu các nhé, xuất khẩu gạo, thì chúng ta biết rằng là Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gạo gần như thứ ba, nó chỉ đứng sau thị trường Ấn Độ và Thái Lan. Và chính phủ đã quyết định là dừng xuất khẩu gạo từ ngày 24 tháng 3. Điều này cũng cho thấy rằng là chính phủ chúng ta cũng rất là quyết liệt đó trong cái việc là chống dịch và luôn luôn là sẵn sàng đáp ứng tất cả những cái biện pháp, những cái tối ưu nhất để cho người dân và đảm bảo an sinh và xã hội. Và Hùng Lê đưa ra một cái con số, đó là tại cái thời điểm mà Việt Nam nhiễm 17 ca đầu tiên thì Mỹ chỉ ghi nhận khoảng 5 ca nhiễm thôi, 5 ca nhiễm. Nhưng đến tại cái thời điểm hiện tại, tức là tính đến ngày 27 tháng 3, chúng ta ghi nhận 163 ca, đúng không ạ? Thì nước Mỹ đã ghi nhận, đây, Hùng Lê dùng cái website này để tổng hợp tất cả những cái tình hình dịch bệnh ở trên thế giới, thì hiện tại là chúng ta đã thấy rằng nước Mỹ đã có 85.755 người. Đó, vậy thì so với Việt Nam của chúng ta thì như thế chúng ta cũng phải có những cái phải phải nói là đáng tự hào về về các cái biện pháp kiểm soát lây nhiễm của chính phủ Việt Nam. Và từ đó thì Hùng Lê cũng mong muốn là qua cái video này thì chúng ta cũng sẽ nâng cao mỗi người cộng đồng nhà đầu tư, vừa là chúng ta tham gia đầu tư, nhưng trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng sẽ có những cái ý thức để bảo vệ chính bản thân mình từ trong gia đình mình, để làm sao đó mà chúng ta khống chế được cái bệnh dịch. Thì đấy là một số các yếu tố mà liên quan đến cái bệnh dịch ở trong đất nước của chúng ta. Ở cái phần thứ hai đó là cái chỉ số chứng khoán Mỹ, chỉ số chứng khoán châu Âu và châu Á, thì hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy một số các cái chỉ báo kỹ thuật của chỉ số Dow Jones Future và Dow Jones 30. Thì mình ở Việt Nam thì mình không thể phân tích được là trong cái chỉ số Dow Jones Future hay Dow Jones 30 nó có những cái mã nào, ví dụ nôm na là như thế. Nhưng Hùng Lê nhìn ở trên góc độ thuần về kỹ thuật các anh chị nhé, thì Hùng Lê đánh giá rằng là khả năng cái chỉ số này tạo đáy ngắn hạn ở trong trong cái vùng 18.000 điểm. Còn đối với chỉ số Dow Jones 30 cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đối với chỉ số Dow Jones 30 thì Hùng Lê cũng đang nhìn thấy cái việc mà tạo tạo đáy ngắn hạn ở cái vùng 18.000 điểm này rất là tích cực. Và chúng ta nhìn thấy rằng là một số các chỉ báo, ví dụ chỉ báo về dòng tiền, các anh chị có thể nhìn thấy rằng là dòng tiền đã đi từ âm 5 và đang chạy lên, và đặc biệt là tín hiệu đường MACD đã có những cái pha chuyển pha, tức là đã có những cái sự chuyển pha sang pha xu thế màu xanh ở đây, và cái đường MACD này nó cũng đang hướng lên, cho thấy rằng là cái xu hướng mà đảo pha rất là tuyệt vời. Và rõ ràng một điều là chỉ số chứng khoán Dow Jones cũng đã tăng từ vùng 18.000 điểm và đến phiên ngày hôm qua là đóng cửa 22.552 điểm, như vậy cũng là rất là tích cực, và cái lực lực cầu kéo lên cũng rất là đạt, biểu đồ tần suất cũng đang có những cái sự thu hẹp, và một số các chỉ báo kỹ thuật khác cơ bản là có một cái nhịp hồi phục của chỉ số Dow Jones 30 và Dow Jones F. Hiện tại khi Hùng Lê đang làm bản tin này thì Dow Jones Future đang giảm mất một nửa cây nến xanh của ngày hôm qua. Thì tí nữa thì có thể là phiên kết tuần ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thêm những cái thông tin định lượng về hai cái chỉ số này. Còn đối với những cái chỉ số chứng khoán của châu Á, ví dụ như là Hang Seng thì Hang Seng hoặc là Nikkei 225 thì cũng đang có những cái nhịp hồi sau những cái nhịp rơi rất là mạnh. Chỉ số Nikkei 225 nó cũng hồi từ vùng 17.000 điểm và bây giờ đang chạm khoảng vùng 19.000 điểm, thì khả năng sẽ có những cái điểm test, đây những cái điểm test nhẹ ở khoảng quanh vùng 18.500 điểm, nó sẽ rất là đẹp ở đây. Và chỉ số Shanghai thì chạm với vùng hỗ trợ 2.700 điểm thì cũng đang có những cái sức bật lên với những cái tín hiệu dòng tiền. Thì tất cả những cái chỉ báo này thì Hùng Lê chỉ nhìn thuần qua cái việc gọi là phân tích kỹ thuật thôi, chứ Hùng Lê không thể phân tích đi sâu được như là thị trường của Việt Nam. Và cái yếu tố thứ ba đấy là cái yếu tố nội tại của thị trường, thì Hùng Lê thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua và đặc biệt là trong tháng 3 thì khối ngoại
bán ròng rã, bán miệt mài, thì cái điều này nó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì quỹ ngoại là một cái quỹ người ta đầu tư rất là lớn, và chúng ta cũng thấy rằng là ví dụ như Hòa Phát đã có những cái nhịp rơi rất là mạnh như vậy thì bắt buộc người ta phải bán ròng. Người ta bán ròng để người ta thu hồi một phần vốn về, hoặc là người ta đưa về một cái tỷ lệ an toàn của quỹ. Và khi mà cái lượng nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng, chúng ta thấy man san đúng không ạ? Trung bình cứ một ngày bán từ 1 triệu đến 2 triệu cổ phiếu. Thì cái lượng cầu nội nó sẽ cần bao nhiêu, hoặc là nó sẽ đến một cái khoảng giá nào đó nó đủ rẻ thì cầu nội mới đủ cân được tất cả những cái lực bán đó, thì chúng ta đấy là một cái yếu tố bất lợi trong cái nội tại thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại. Và cái việc nữa là trong tuần vừa qua thì VN-Index của chúng ta đã hai lần mất mất 700 điểm trong phiên, và cái việc mà VN-Index kéo lên thì nó không thực sự là nó có sự lan tỏa, và nó chỉ tập trung vào co cụm vào, thì đây là cái mấu chốt vấn đề của thị trường chung lúc này. Tức là gì? Tức là khi mà VN-Index của chúng ta, đây Hùng sẽ mở cái biểu đồ VN-Index của chúng ta, hai lần phiên ngày thứ năm và ngày thứ sáu tiệm cận về vùng 700, và rồi sau đó thì lại không bị đánh mất mốc 700 ở đây. Dòng tiền thì Hùng đánh giá cũng tương đối là ổn định, tuy nhiên là cái việc mà nó không có sự lan tỏa ra các ngành thì dẫn đến là tí nữa chúng ta sẽ đi sâu, và tại sao lại không có sự lan tỏa ra các ngành thì tí nữa Hùng sẽ đi đào đào bới ở trong cái nội tại lòng thị trường để chúng ta có thể biết được những cái việc đó. Và cái yếu tố thứ ba thì chúng ta trong cái nội tại thị trường thì chúng ta sẽ đi phân tích đó những cái chỉ số cơ bản như vậy. Thì đấy là một vài ý mà Hùng lễ trao đổi với cả nhà trước khi mà chúng ta sẽ đi vào phân tích toàn bộ tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến cổ phiếu VIX. Bản thân VIX thì khi mà VIX đánh mất ở cái vùng 115, đó là cái vùng hỗ trợ rất là mạnh, thì chúng ta đã có những cái đường đi gọi là điểm rơi. Điểm rơi, và cái điểm rơi mà gần đây nhất đó là Hùng Lê dự báo khi mà VIX đánh mất mốc bao nhiêu, khi mà VIX mà đánh mất mốc vùng 80 thì VIX sẽ có xu hướng đánh chạm vùng 60, và trên thực tế thì trong tuần vừa qua VIX đã chạm về đến khoảng vùng sâu nhất là khoảng vùng 68, 68, và sau đó có cái sự hồi phục lên. Thì khi VIX có một cái sự hồi phục lên thì Hùng đã quan sát những cái tín hiệu về chỉ số MACD và chỉ số dòng tiền và một số các chỉ báo kỹ thuật khác, thì Hùng đây có những cái đánh giá về VIX ở trên Zoom, đó là trong cái nhịp hồi này thì VIX sẽ có thể đi về chạm về vùng kháng cự, vùng kháng cự mạnh ở khoảng vùng 85 cộng, và ở đây thì chúng ta sẽ quan sát thêm những cái định lượng về về vận động của cổ phiếu. Thì trong phiên ngày hôm nay VIX đã đánh qua ở vùng 85 và đang đi vào về cái vùng kháng cự mạnh vùng 90, và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hùng Lê thấy rằng là cái tín hiệu hồi phục của VIX khá là tốt, và khả năng xu hướng thì phiên ngày thứ hai có thể VIX sẽ đánh chạm lại VIX sẽ đánh chạm lại vùng 90, và sau đó thì sẽ có những cái điểm test trả lại quanh vùng 80 ở đây. Và cái việc test trả thành công hay không thì chúng ta cần chờ thêm cái tín hiệu của phiên ngày thứ hai. Khi mà VIX đánh chạm vùng 80 và cái vùng VIX đánh chạm vùng 90, và khi VIX chỉnh giảm kỹ thuật về vùng 80 thì chúng ta sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật ở đây. Và nếu như vùng 80 này mà VIX không bị gãy thì như vậy là có thể về đến đây lực cầu sẽ quay hút trở lại, và như thế thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong cái nhịp này thì VIX sẽ có một cái nhịp đánh lên khá là ổn định ở đây, thì chúng ta sẽ quan sát tiếp. Các cái điểm mua của VIX thì hiện tại chúng ta không còn nữa, bởi vì là nếu mà chúng ta mua thì chúng ta phải mua được trong cái phiên này, tức là phiên ngày 25 tháng 3 là cái phiên mà VIX đã hút cầu. Và nếu như các anh chị học về thuần về phân tích kỹ thuật thì tại thời điểm này khi mà VIX xuất hiện cái tín hiệu một cây nến xanh đẩy lên vùng 75 thì chúng ta thấy rằng dòng tiền đã được hướng lên và VIX đã lấp lại toàn bộ gần như cái gap tạo ra trước đây. Thì đây gọi là phiên phân phối giảm, sau một phiên phân phối giảm thì đã có một cái sự tăng giá trở lại như này, thì đấy là một cái tín hiệu đảo pha xu thế cực kỳ là an toàn trong cái việc là thuần về phân tích kỹ thuật. Vinhome, bản thân Vinhome thì khi mà gãy vùng 80 thì đây là các anh chị có hỏi Hùng Lê là tại sao lại có những cái mũi tên đỏ nó qua nó đến các cái điểm này. Thì những cái anh chị mà mới xem những bản tin của Hùng Lê thì các anh chị sẽ chưa hình dung được là vì sao lại như vậy. Còn những anh chị mà đã xem nhiều rồi thì hiểu rằng đây là cái dòng thời gian của Hùng Lê phân tích. Có nghĩa là khi gãy vùng 80 thì nó sẽ chỉnh về vùng 70. 70 mà tích lũy không thành công thì nó sẽ đi về vùng 60, và 60 không tích lũy thành công thì nó sẽ đi về vùng nào, thì đến cái bản tin
Gần nhất trong cái thời điểm hiện tại thì Hùng Lê có dự báo về vùng 60. VN-Index, xin lỗi cả nhà, Vinhome sẽ đánh chạm vùng 60. Và trên thực tế thì Vinhome đã đánh chạm vùng 55 và kéo lên vùng 60. Đó, vậy thì cái vùng 60 là cái vùng mà Hùng Lê dự báo rằng là Vinhome sẽ rơi về đây. Và rơi về đây thì Vinhome sẽ có những cái nhịp đánh lên đánh xuống tích lũy ở quanh cái vùng 60 ở đây. Và với kịch bản hiện tại của Vinhome thì Hùng nhìn thấy là cái tín hiệu MACD nó chưa thực sự là khỏe, nên khả năng là Vinhome sẽ còn một cái nhịp test lại ở khoảng vùng 55 nữa. Đó, nếu test lại thành công ở vùng 55, tức là Vinhome không gãy ở vùng 55 thì như vậy là Vinhome cũng có thể là sẽ quay trở lại cái trend trend tăng, ít nhất là trend tăng trong ngắn hạn để có thể ủng hộ cái xu hướng của thị trường. Các cái điểm mua thì các anh chị có thể đánh, nếu như chúng ta đánh Vinhome thì chúng ta sẽ canh lại ở quanh vùng 55, khả năng là sẽ có vùng 55. Bởi vì sang tuần thì kiểu gì thì VN-Index cũng sẽ có một nhịp nhún. Và cái nhịp nhún đó thì tí nữa Hùng sẽ phân tích sau. Mã cổ phiếu thứ ba trong cổ phiếu của anh Vích, anh Vượng thì chúng ta sẽ nói đến VRE. Và VRE sau khi mất mốc 32 thì chúng ta có vùng 28, mất 28 chúng ta có vùng 22, mất vùng 22 thì Hùng Lê cái phân tích định lượng gần đây nhất đó là Hùng Lê dự báo rằng VRE sẽ chỉnh về biên 17.5 đến vùng 19, và cái trung bình của VRE là sẽ rơi vào quanh cái tọa độ 18.5. Thì tất cả những cái bản tin của Hùng Lê nó là theo dòng thời gian và theo mạch bản tin tuần này nối tiếp tuần kia, và cái quan điểm của Hùng Lê được rất nhiều những anh chị em xem trên video rất đồng tình và ủng hộ. Đó là gì? Chúng ta phải thẳng thắn với nhau, và tất cả những cái gì nó đúng nó sai thì nó ở trên video, và chúng ta không có cái gì để chúng ta phải che giấu đi những cái sai của mình đó. Và những cái góc nhìn của Hùng Lê đó là những cái góc nhìn khách quan nhất, tối ưu nhất đó, trong cái việc mà chúng ta phân tích kỹ thuật. Và Hùng Lê hy vọng rằng với những góc nhìn đó sẽ giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có thêm một kênh thông tin tham khảo, và từ những cái tham khảo đó thì các anh chị biến và đưa nó vào cái phân tích định lượng của mình, đưa vào cái quyết định mua bán của mình. Ok, rất thẳng thắn ở những cái góc độ chia sẻ như thế. Thì bản thân VRE các anh chị có thể nhìn thấy là khi mà Hùng Lê phân tích định lượng về cái biên khoảng 18.5 thì VRE đã rơi về đến đây, và ở phiên ngày 25 tháng 3 đã tạo thành một cây nến rút chân rất là đẹp, và sau đó thì VRE đã thoát cái nền trên, tức là cái biên của Hùng Lê định lượng đây khoảng vùng 18 đến vùng 19, và biên trung bình là vùng 10, 10 đây là vùng 18, biên trung bình là vùng 18.5. Thì VRE đã có một cái lực cầu bắt ở đây khá là tốt, hiện tại tín hiệu dòng tiền tốt và tín hiệu MACD thì có thể nó sẽ cần thêm phiên ngày thứ hai để phiên ngày thứ ba nữa để có thêm một cái sự xác nhận ở đây, có nghĩa là tín hiệu MACD nó sẽ có đường hướng lên và hướng lên màu xanh, như vậy là nó xác nhận một cái xu thế chuyển pha. Và trong ngắn hạn thì VRE sẽ có thể hồi mắc chạm lại vùng 22 đến vùng 22.5. Hồi mắc có thể chạm lại về vùng này, và sau đó thì VRE lại có một cái nhịp test lại nền 20, và test lại thành công thì khi đó VRE sẽ hình thành được một cái nhịp tăng ở bên này, và cái nhịp tăng đó thì Hùng Lê sẽ chờ đón và kỳ vọng rằng VRE trong cái nhịp này có thể sẽ là một cái nhịp đánh rất là tuyệt vời. Với những anh chị em nào mà chưa có VRE, chúng ta có thể canh trong phiên ngày thứ hai khi thị trường nhún lại và có thể VRE test lại những cái vùng 18, vùng 19 đó, vùng 19, vùng 20, nôm na nó là có chắc chắn là nó sẽ có những cái điểm test lại ở những cái điểm test thấp này, thì chúng ta có thể vào khoảng tầm 30% vị thế, vào 30% vị thế, và khi cổ phiếu về đến tài khoản xu hướng đúng thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta nhồi lệnh thêm. Với cổ phiếu VRE thì hiện tại cũng nên đánh giá khá là đẹp. Cổ phiếu Sapeco SAB. Đối với SAB cũng hoàn toàn tương tự như vậy, đây là một cái dòng thời gian mà SAB chạy khi mà Hùng Lê phân tích và định lượng cổ phiếu SAB từ những vùng 260, sau đó thì chỉnh về vùng 180, gãy tiếp vùng 80 thì Hùng có những cái phân tích định lượng về SAB chạm về vùng 120. Và tại vùng 120 này thì chúng ta sẽ cần chờ xem là cái việc mà SAB có tích lũy thành công hay không cái vùng 120. Tại vùng 120 này nếu như SAB mà bị gãy tiếp thì như vậy là chúng ta đã chuẩn bị sẵn một cái kịch bản xấu hơn đối với SAB ở vùng giá 80. Tuy nhiên trong những cái góc độ hiện tại thì Hùng Lê đang thấy rằng là chúng ta sẽ phân tích ở một cái kịch bản nó ngắn và nó chính xác hơn đối với cổ phiếu SAB, đó là SAB sẽ có những cái nhịp hồi phục về lại khoảng vùng 130 và sau đó sẽ thậm chí là vùng 135. Sau đó thì sẽ có lại những cái nhịp test nền ở vùng 120, bởi vì SAB trong cái thời điểm hiện tại SAB ở vùng 120 này khá là đẹp.
khá là đẹp. Dòng tiền đã bắt đầu có những cái phiên bắt khoảng từ 150.000 cổ phiếu đến khoảng tầm 200.000 cổ phiếu. Lịch sử thì SAB thì nó cũng không có, nó không có nhiều, SAB nó có không không có nhiều, không có nhiều cái sự thanh khoản. Chính vì vậy nên là với những cái thanh khoản như thế này thì chúng ta cũng có thể đánh giá rằng đấy là một mức thanh khoản khá. Và điều đáng lưu ý trong thời điểm hiện tại đó là tín hiệu dòng tiền đang khá là tốt, đang có hướng đi lên, và tín hiệu MACD thì khả năng sang phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba thì sẽ có những cái tín hiệu tốt hơn. Và nhìn trên xu hướng tổng thể về cổ phiếu SAB thì khả năng SAB sẽ có một cái nhịp hồi phục ở đây, và cái nhịp hồi phục này mắc có thể chạm lại về vùng 150 trước khi mà chỉnh giảm về mặt kỹ thuật. Vinamilk. Đối với Vinamilk thì chúng ta đã có một cái hành trình giảm từ vùng 120, và sau đó thì những cái dự báo về vùng 95.5, gãy vùng 95.5 thì ông Lê đã có những phân tích định lượng về khả năng xu hướng sẽ chạm về vùng 80. Đây, về vùng 80, và khi mà vùng 80 mà bị gãy thì cái việc gãy vùng 80 nó chưa gãy, chính vì vậy nên là cái kịch bản xa hơn này thì chúng ta sẽ chưa phân tích, và chúng ta tập trung phân tích ở những cái kịch bản nó ngắn hơn ở đây. Ở hiện tại khi mà trên cái con đường mà về đến vùng 80 thì Vinamilk đã rơi về khoảng vùng 83 đến vùng 84, và sau đó thì ở đây là nó cũng là cái mô hình đảo chiều của trong cái việc là chúng ta phân tích kỹ thuật. Lực cầu bắt Vinamilk ở tại cái vùng giá 90 khá là tốt, vùng giá 90 khá là tốt. Cái chỉ báo dòng tiền cũng đang có xu hướng hồi lên, chỉ báo MACD khá là đẹp. Hùng Lê kỳ vọng là với một cái việc hồi phục từ vùng giá 85 thì Vinamilk sẽ chạm lại về vùng 95. Chạm vùng 95 xong thì Vinamilk sẽ có những cái nhịp test chỉnh nhẹ khoảng quanh vùng 90, và từ vùng 90 này thì chúng ta sẽ kiểm tra lại cái cung cầu ở đây, cung cầu đây, và tiếp tục mà cái lượng cầu của Vinamilk tiếp tục duy trì được khoảng trên 2,5 triệu cổ phiếu trên một phiên và không gãy vùng 90 thì như vậy là chúng ta sẽ xác nhận rằng là Vinamilk sẽ có một cái nhịp hồi phục, và trước mắt thì có thể chạm về vùng 100, nhưng mà xa hơn thì Hùng Lê có thể kỳ vọng ở vùng 105. Đối với Vinamilk hiện tại thì Vinamilk cũng là một cái trụ đang khá là đẹp trong cái bộ trụ của chúng ta. Cổ phiếu VLC. Hãng hàng không thì đương nhiên là sẽ chịu những cái tác động rất là mạnh, và bản thân thì khi VLC bị gãy ở đâu đó ở cái vùng đây, ở vùng đâu đó ở vùng đây bao nhiêu? Ở khoảng vùng 145 thì Hùng Lê đã có những cái dự báo về VLC rơi về vùng 120, gãy vùng 120 thì tiếp tục rơi về vùng 110, gãy vùng 110 thì Hùng Lê tiếp tục định lượng về vùng 90. Và cái việc mà VLC ở cái kịch bản cuối cùng của chúng ta đó là chúng ta đang dự báo rằng VLC sẽ chỉnh giảm về vùng 90. Những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hùng Lê thấy rằng dòng tiền gần như mất hút đối với mã cổ phiếu VLC. Thì trong 2 tuần vừa qua thì một cái điều đáng tích cực đó là VLC đang chưa bị gãy cái vùng 95 đến biên 100 đấy, và hiện tại thì cổ phiếu này đang đi ngang ở đây, đang đi ngang ở đây. Phiên ngày hôm nay thì có xu hướng là trong phiên thì có xu hướng rơi ra khỏi biên 95, nhưng kết phiên thì lại lấy lại được ở khoảng vùng 97. Thanh khoản thì nó hơi thấp, chính vì vậy nên là cái việc mà cổ phiếu hồi phục mạnh nó là chưa khó, và xu thế chủ đạo của VGC vẫn là xu thế đi ngang, hoặc nó có thể thiên về test lại đúng cái vùng mà chúng ta hỗ trợ phân tích và định lượng ở đây, đó là khoảng vùng giá 90. Khoảng vùng giá 90. Bản thân VGC thì nó cũng sẽ chịu những cái tác động rất là lớn đối với dịch COVID, dịch ECOVID. Chính vì vậy nên là ở cái thời điểm hiện tại cũng không phải là cái thời điểm vàng để chúng ta có thể tham gia những mã cổ phiếu đầu đầu tư như này, đầu tư VLC ở thời điểm hiện tại. BVH. BVH cũng như vậy, dòng thời gian thì khi mà BVH bị gãy ở những cái vùng trên này thì hôm nay đã có những cái phân tích định lượng. Và cái định lượng gần đây nhất đó là có phân tích định lượng về BVH sẽ chỉnh về khoảng vùng giá 35. Và các anh chị có thể nhìn thấy trên thực tế là đã sâu hơn, đó BVH đã chỉnh sâu hơn so với những cái định lượng của Hùng Lê. Và khi về đến cái vùng 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 hỗ trợ 35 thì thường là khi mà chạm những cái vùng mà Hùng Lê phân tích thì thường là cổ phiếu sẽ có những cái nhịp hồi phục bật lên. Đó sẽ hồi lên, và hồi lên đến đâu thì đối với BVH thì Hùng Lê đánh giá rằng là có thể hồi lên đến chạm đến khoảng vùng giá 40, và sau đó thì lại có những cái nhịp test lại nền 35 ở đây.
Và cái nhịp test nền này có thành công hay không thì chúng ta cần phải quan sát thêm phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới. Nhưng về cơ bản là trên những cái tín hiệu và những cái góc độ kỹ thuật thì Hùng thấy rằng là BVH đang xuất hiện một lực hồi và khả năng kỳ vọng là BVH sẽ không gãy vùng 35. Tức là cái kịch bản mà đánh từ vùng 35 về đến đây, về đến vùng 23.5 thì hiện tại chúng ta chưa đề cập đến, bởi vì là cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại như Hùng Lê nhìn thấy đây, phiên ngày hôm nay là một cái phiên mà đương nhiên khi chạm về đến 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 cái vùng 40 thì cổ phiếu nó sẽ có những cái phiên trả cung cầu ở đây, bởi vì bản thân là BVH nó sẽ chưa chạy được ngay đâu. Sau một cái nhịp mà nó tích lũy dài như vậy thì nó sẽ ban bật và thường nó sẽ chạy ở trong những cái biên ngắn, trong cái biên hẹp, tức là hiện tại như thế này gọi là biên 35 đến biên 40. Và khi mà một trong những cái yếu tố kỹ thuật được phát đi, tức là một là nó sẽ công gãy cái vùng thoát được cái vùng 40, thì như vậy là xu thế của BVH sẽ phục hồi lên và sẽ phục hồi lên khoảng vùng 50 đến khoảng vùng 55. Nhưng ngược lại, nếu có một cây nến đỏ dài với việc là vol bán mạnh ở trên khoảng 1,5 triệu cổ phiếu và bán gãy vùng 35 thì như vậy là xu thế nó lại chạm về vùng 23.5. Tức là gì? Phân tích kỹ thuật chúng ta luôn đưa ra những cái kịch bản về cổ phiếu, và để khi nó xảy ra kịch bản A thì chúng ta sẽ mua thêm, và khi xảy ra kịch bản B thì chúng ta sẽ bán đi. Hiểu nôm na nó là như vậy. Đấy. Luôn luôn chuẩn bị sẵn tất cả các cái kịch bản cổ phiếu có thể xảy ra. Đối với Mansan trong giai đoạn hiện tại thì ông Lê nhìn thấy là một cái yếu tố cực kỳ là thuyết phục của Mansan. Tại sao lại thuyết phục? Chúng ta có thể nhìn thấy rằng là gần như trong phiên phiên hôm qua thì bán ròng 2 triệu, phiên hôm nay bán ròng 1,1 triệu, may còn có một cái lực cầu ở khoảng 356.000 này mua lại. Thì Mansan trong thời điểm hiện tại là cầu ngoại bán liên tục, bán ròng rã từ đầu tháng 3. Tuy nhiên lực cầu nội thì cũng đang khá là tốt và đã có những cái phiên cân cầu khoảng tầm độ 3 triệu cổ phiếu đó, 3 triệu 4 triệu cổ phiếu, những cái phiên như vậy nó là rất là tốt. Và hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy ở một cái biên 47.5 đến vùng 49.5, và Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị là chúng ta có thể tham gia vị thế ở khoảng quanh vùng 48.5, hoặc thậm chí là nếu mà chúng ta canh được ở những vùng giá thấp hơn ở trong cái biên này thì chúng ta có thể vào kháng cự ngắn. Mansan sẽ công lại ở khoảng vùng 57, và vượt thoát được vùng 57 thì như vậy là cái cơ hội mà để Mansan hồi phục lại nó rất là lớn. Bản thân Mansan thì nó là cái ngành tiêu dùng thực phẩm, và khi Mansan rơi lại về đến vùng ở đây vùng 48.5 thì Hùng Lê đánh giá rằng đây cũng là một cái vùng hỗ trợ trung hạn. Đây là vùng hỗ trợ trung hạn, chính vì vậy nên là lực cầu bắt ở cái giai đoạn này nó cũng khá là mạnh. Và trong cái đại dịch Covid thì Mansan là một cái đơn vị chuyên cung cấp về thực phẩm, thì nó vẫn là một cái ngành hàng khá là thiết yếu, khá là tiêu dùng, để phục vụ tiêu dùng cho chúng ta, nên là những cái doanh thu của nó khả năng là nó cũng sẽ khá là tốt, không có vấn đề gì cả. Và bản thân thì khi sát nhập với cả bên Vinmark thì Vinmark vẫn là một cái đơn vị phân phối về ngành hàng tiêu dùng và các cái nhu yếu phẩm thực tế cho người dân thì vẫn được hoạt động trong cái mùa dịch đấy. Hôm nay nó là như vậy. Mansan khá là đẹp các anh chị nhé. MWG thì một cái chết báo trước từ rất là lâu rồi. Nếu như những anh chị em mà xem những bản tin của Hùng Lê, khi MWG bị rơi đâu đó ở khoảng vùng 114.5 ở trên này, cái đoạn này là Hùng Lê đã bắt đầu có những cái cảnh báo xấu, và đặc biệt là mất cái mốc 105 thì cái biểu đồ này là cái biểu đồ mà Hùng Lê vẽ mô phỏng MWG rơi từ những cái vùng định lượng của Hùng Lê từ vùng 105, xong đấy rơi về vùng 95, gãy 95 thì Hùng Lê tiếp tục định lượng ở vùng 80, 87. Gãy 87 tiếp tục có vùng 80, và gãy 80 thì Hùng Lê tiếp tục có vùng 70. Và cái định lượng, cái phân tích định lượng gần đây nhất của Hùng Lê đó là MWG sẽ chỉnh về vùng 70. Và khi rơi về vùng 70 thì cổ phiếu này nó sẽ có lình xình một đến vài phiên. Tức là thường khi rơi về vùng hỗ trợ thì bao giờ nó sẽ ban bật ở đây. Và ban bật mà không bị gãy cái mốc 70 thì như vậy là cái cơ hội để hồi phục của MWG là còn. Còn ngược lại, nếu MWG bị gãy vùng 70 thì coi như đây cũng là một cái dấu chấm hết. Và chúng ta đã đưa ra một cái kịch bản, đó là gãy vùng 70 thì MWG sẽ đi về đâu. Đó là kịch bản sớm của Hùng Lê, sẽ đi về vùng 50. Đó. Và bản thân trong buổi tối ngày hôm qua, đây MWG, Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích trong đây này. Trong buổi tối ngày hôm qua thì Hùng Lê có những cái phân tích định lượng về mặt thị trường, và sau đó thì Hùng Lê có
có những cái gọi là những cái yếu tố bất thường của thị trường thì ông Lê sẽ comment lên để cho cả nhà nhìn nhìn thấy. Đó là cái việc mà cái tín hiệu của MVG lần thứ hai bị đánh mất mốc 70, và nếu như đến tuần kết phiên ở dưới mốc 70 thì cổ phiếu này tiếp tục rơi mạnh, và đây là một cái điểm đáng chú ý của mã cổ phiếu này. Đó, vậy thì phân tích kỹ thuật là gì? Chúng ta cứ bám sát như vậy, và Hồng Lê tin rằng là với những cái góc nhìn của Hồng Lê thì chắc chắn rằng nếu những anh chị em nào mà theo dõi những bản tin của Hồng Lê khi Hồng Lê phân tích MVG từ vùng 105 thì các anh chị đã không mua mã cổ phiếu này. Đó, bây giờ từ vùng 105 và bây giờ đã rơi về gần chạm vùng 60, và về vùng 60 thì cổ phiếu này nó cũng sẽ chưa dừng lại đâu. Chắc chắn là có thể nó về vùng 50, như vậy là chúng ta cũng gần như mất 50% giá trị của cổ phiếu này. Và về đến vùng 50 thì có tích lũy được lại hay không, hay là tiếp tục rơi, thì chúng ta lại có tiếp những cái phân tích định lượng tiếp theo của mã cổ phiếu này. Hiện tại thì xu hướng của MVG rất là xấu. PNG, PNG thì sau khi mà đánh mất cái vùng hỗ trợ ở đây, đó là vùng 78 đến vùng 80, thì PNG rơi, đó là một cái điều mà chúng ta đã lường trước được rồi. Và cái điểm rơi đầu tiên Mùng Lê dự báo đó là vùng 55, và cái trong cái bản tin mà phân tích tuần tuần vừa rồi thì Mùng Lê tiếp tục có những cái đánh giá định lượng là nếu như tại cái vùng 55 này mà nó bị gãy thì khả năng cao thì PNG có thể rơi tiếp tục một cái nhịp nữa, đó là rơi rơi về vùng 45. Ở hiện tại thì Hồng Lê đang quan sát thấy tín hiệu dòng tiền đang có xu hướng yếu đi, và tín hiệu MACD thì cũng đang biểu đồ tần suất cũng đang có những cái dấu hiệu mà khả năng là cái sự hồi phục, tức là cái điểm 53 ở đây là gần như đã thất bại. Với một cái phiên giảm điểm kết tuần như thế này, với một cái cây nến tuần như thế này thì sang tuần tới, sang thứ hai, phiên thứ hai thì thì PNG sẽ chạm lại vùng 50. Và vùng 50 này thì Hùng Lê theo như những cái kinh nghiệm của Hùng Lê thì Hùng Lê đánh giá rằng vùng 50 này khó mà trụ được, và cơ bản như vậy thì PNG sẽ tiếp tục giảm về quanh vùng 45. Và về vùng 45 rồi thì còn giảm nữa hay không thì chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu thực tế ở đây, và Hùng Lê sẽ có những cái phân tích định lượng ở trên Zoom, và nếu như ở trên bản tin tuần thì Hùng Lê sẽ tiếp tục đề cập đến ở cái điểm 45 này. Bình Minh BMP. Bản thân Bình Minh thì cũng đang bị giảm, xu hướng giảm chung, và những cái tín hiệu hồi này thì cũng chưa thực sự là tích cực. Đối với Bình Minh thì trong phiên ngày thứ hai tuần tới có thể test lại ở vùng 34. Chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật của vùng 34 này để có thêm những cái định lượng. Nếu như gãy 34 thì khả năng là sẽ tiếp tục đạp về vùng 30. Bởi vì tín hiệu MACD hiện tại thì nó cũng chưa thực sự là tích cực, và bản thân thì Bình Minh như vậy là nó đã bị thất bại ở cái vùng 50 ở đây, là cái vùng rất là quan trọng ở đây để có thể chuyển hóa thành một cái kênh xu thế mới, thì nó đã không thể break qua được, và như vậy là nó đã rơi miệt mài từ vùng 50 và rơi về đến bây giờ theo như những cái dự báo và những cái tiên lượng thì nó đang nằm ở khoảng vùng giá 34, và vùng 34 này bị gãy thì như vậy là sẽ về vùng 30. Cũng hơi xấu đối với Bình Minh. Cơ điện lạnh Z thì cơ điện lạnh Z là Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng ở cái tầm ở trên này, và những cái nhịp hồi phục và những cái nhịp giảm thì vùng 30 là cái vùng mà Hùng Lê dự báo là Z sẽ giảm sau khi mà chạm vùng 34. Tại vùng 30 này mà Z không tích lũy lại được thì Hùng Lê đã có cái phân tích và dự báo về việc Z sẽ chạm về vùng 25.5 đến vùng 26, và đây là cái dự báo cuối cùng của Hùng Lê đối với cái tọa độ chỉnh của Z, và từ cái vùng này sẽ hồi phục kỹ thuật. Thì nhịp hồi phục kỹ thuật này thì thường nó sẽ chạm lại cái vùng khi nó sẽ chạm lại cái vùng 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 hỗ trợ. Trước đây là vùng hỗ trợ thì trở thành cái vùng kháng cự, và nó sẽ chạm lại vùng 30, và từ 30 này sẽ chỉnh test lại ở vùng 28. Nếu như tại vùng 28 này bị gãy thì như vậy là Z sẽ kiểm tra nền lần 2 ở khoảng vùng 26 25.5 đến vùng 26, và khả năng đi về đây thì Z nó sẽ có những cái tín hiệu tích lũy đi ngang ở đây. Hiện tại thì Z tín hiệu nó khá là xấu khi mà dòng tiền nó gần như không có, và chính vì vậy nên là cái xu hướng chủ đạo của Z hiện tại vẫn đang là xu hướng giảm giá, chúng ta lưu ý. FPT. Bản thân FPT thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng dài rồi, rất là dài, từ lúc mà FPT đang có những cái nhịp phân phối vai đầu vai
ở khoảng vùng giá 60, và sau đó thì khi mà có những cái nhịp hồi khoảng vùng 58 thì ông Lê đã có những khuyến nghị mà chúng ta bán đi. Tiếp tục sau đó thì FPT có những cái nhịp nhồi về khoảng vùng ở đây khoảng vùng bao nhiêu đây này. Các anh chị cứ xem lại những bản tin khoảng vùng 55.5. Những cái nhịp hồi phục về mắc ở khoảng vùng 55.5 thì ông Lê cũng khuyến nghị chúng ta bán đi, bởi vì về đến đây thì khả năng đây cũng là cái nhịp hồi phục mắc ở cuối cùng. Và khi chạm đến vùng này thì ông đã có những cái dự báo về FPT sẽ rơi về vùng 50, gãy vùng 50 thì chúng ta có vùng 45 đúng không ạ? Đó, vùng 45, và gãy vùng 45 thì chúng ta có vùng 40. Và bản thân khi mà FPT gãy vùng 50 thì ông Lê đã dự báo cổ phiếu này sẽ rơi về khoảng vùng 40. Trên con đường rơi thì đương nhiên trong cái con đường rơi đó thì bao giờ nó cũng sẽ có những cái kiểu đi như này các anh chị nhé. Tức là rơi xuống này, chạm một nhịp ở đây và sau đó thì nó lại đi kiểu này đó, và sau đó thì nó test lại cái nền 45 ở đây, và cái điểm này chính là những cái điểm test nền 45 bị thất bại. Và khi những cái điểm test nền 45 bị thất bại thì cổ phiếu nó sẽ có xu hướng rơi chạm về vùng 40 đó. Vậy thì khi mà chúng ta xem những bản tin của ông Lê thì chắc chắn là chúng ta sẽ có thể biết được những cái điểm kháng cự ở đây thì chúng ta ra hàng đi đó, và chúng ta tránh những cái trường hợp mà chúng ta mua ở những cái phiên này đó. Chúng ta mua ở những cái phiên này thì bây giờ về đến hàng về là chúng ta đã bị lỗ rồi. Và những cái tín hiệu mà đường MACD hiện tại đang khá là xấu, dòng tiền đang cắm đầu đi xuống thì không có lý do gì mà để FPT có thể tăng được, và FPT về cơ bản là chạm về vùng 40. Về đến đây thì chúng ta sẽ có những cái nhịp ban bật và chúng ta sẽ quan sát thêm, và về đến vùng 40 các anh chị lưu ý không phải vùng 40 là vùng đáy. Hùng Lê không bao giờ phân tích đáy cả, bởi vì chúng ta không biết đâu là đáy của cổ phiếu, mà chúng ta chỉ phân tích vùng dự báo, dự kiến là cổ phiếu sẽ có những nhịp hồi phục kỹ thuật. Còn khi nào cổ phiếu tạo xong đáy thì đấy là đáy, khi nào thị trường tạo xong đáy thì đấy là đáy, chứ không ai có thể nói được rằng là đây là đáy và đây là đỉnh. Các anh chị lưu ý như vậy. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu Novaland. Novaland thì gần như là không có những yếu tố đột biến. Hiện tại thì ông đang nhìn thấy ở cái vùng hỗ trợ khoảng vùng 50, và cổ phiếu này thì cũng đang đi ngang ở đây thôi, 50 đến 52 không có gì cả. Ok, chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành dầu khí. Thì nhóm ngành dầu khí là một cái nhóm mà Hùng Lê đã có những cái định lượng dài cho các anh chị, bản thân là như vậy. Đối với những cái mã cổ phiếu của ngành dầu khí thì nó đã quá là quen thuộc đối với chúng ta, và quá quen thuộc trong những cái bản tin của ông Lê phân tích. Về định lượng thì rõ ràng một điều là ông Lê dự báo hết quý 1 thì chúng ta mới có thể tính toán cái tọa độ để chúng ta đầu tư nhóm ngành dầu khí. Và hôm nay thì cũng sắp sửa hết quý 1 rồi, và có đầu tư hay không thì chúng ta sẽ tính toán tiếp. Bản thân gas, khi gas bị gãy ở cái vùng 9, vùng 100 ở trên này thì gần như là gas đã rơi vào một cái xu thế xấu, và những cái điểm dự báo về gas rơi về vùng 70, và sau đó thì ông đã có những cái dự báo tiếp cái kịch bản là gas sẽ rơi về vùng 60, và trên thực tế thì gas đã rơi về vùng 55, 55 trên 60, tức là rơi sâu hơn khoảng 5k so với những cái dự báo trước đây của Hùng Lê. Tại cái vùng 60 này, và tại vì sao Hùng Lê lại lại nói đến cái vùng 60, bởi vì khi đó thì Hùng nhận thấy rằng ở cái vùng 60 này thì cái lực khả năng là cái lực cầu mà bắt lại gát ở cái vùng 60 này nó sẽ rất là khỏe. Và trên thực tế thì về đến đây thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là thanh khoản của gát đã tăng lên rất là nhiều. Tuy nhiên sau một cái giai đoạn rơi mạnh và rơi dài như thế thì cái việc mà thanh khoản tăng thì nó cũng chưa thể làm phản ánh đúng và phản ánh hết được một cái xu thế đi của cổ phiếu, mà chúng ta cần thêm cái thời gian để cổ phiếu này tích lũy nền. Và những cái hình ảnh Hùng vẽ mũi tên xanh đâm lên rồi lại chọc xuống, đâm lên lại chọc xuống để mô phỏng rằng là cái xu thế của cổ phiếu chưa thể tăng mạnh được, và nó sẽ tăng giảm đan xen nhau ở trong một cái biên nhất định. Và đối với hiện tại của gas thì Hùng đang tính toán ở một cái tọa độ khoảng vùng 55 đến vùng 60. Với xu hướng hiện tại thì có thể sang tuần gas sẽ test lại vùng 55 một lần nữa, và không gãy vùng 55 thì như vậy là và lực cầu tiếp tục hồi phục trở lại thì chúng ta sẽ có một cái nhịp tăng hồi phục về mặt T cộng của cổ phiếu gas. Và những hồi phục T cộng này thì có thể chạm được lại về vùng 70, tức là chạm lại được về cái vùng hỗ trợ trước đây thì bây giờ trở thành vùng kháng cự. Các chỉ báo khác như chỉ báo dòng tiền đang khá là tốt các anh chị nhé, đang ngóc đầu đi lên, và chỉ báo MACD cũng như vậy, đang có những cái chuyển pha từ cái kênh xu thế giảm mạnh sang cái kênh xu thế tích lũy đi ngang, và sau đó thì sẽ là một cái sự hồi phục đối với GAT là như vậy.
PLX, bản thân PLX thì khi mà PLX có những cái nhịp mà bull lên như thế này thì một số anh chị có hỏi Hùng Lê là có mua đuổi không thì Hùng bảo là không nên. Và chúng ta cứ yên tâm là sẽ có những cái phiên test lại nền và các anh chị có thể xem lại đây. Đây chính là những cái điểm test lại nền và những cái vùng nền Hùng Lê dự kiến ở khoảng vùng 38. Thực tế là trong tuần vừa rồi cây nến này nó còn sâu hơn cả vùng 38 anh chị nhé, gần chạm về vùng 35 và sau đó thì rút chân đi lên. Ở những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì của PLX thì cũng hoàn toàn tương tự như là GAT, đó là chỉ số dòng tiền thì cũng đang đi lên rất là mạnh mẽ, cùng với đó thì thanh khoản cũng khá là tốt. Và PLX sẽ gặp một cái ngưỡng cản ở đây khoảng vùng 42. Khoảng vùng 42 khá là mạnh và chúng ta sẽ chờ những cái phản ứng của PLX ở vùng 42, lực cầu rồi các yếu tố tạo lập ở đây có đánh thủng được vùng 42 không, và nếu như thủng được vùng 42 thì như vậy là PLX sẽ có thể hồi lại được vùng 50. Đó, hồi lại được vùng 50. Còn tín hiệu ngắn thì khả năng PLX sẽ cần thêm thời gian để tích lũy đi ngang ở trong cái nền này. Ta chưa có thêm nhiều cái dữ liệu đối với mã cổ phiếu PLX. PVS. Bản thân PVS cũng là một cái mã cổ phiếu giảm dài. Giảm dài, Phùng Lê đã có những cái phân tích định lượng về cái việc giảm dài đâu đó từ ở những khoảng vùng ở trên này, vùng 20. Các anh chị có thể xem lại những cái bản tin trước đây của Hùng Lê. Những cái bản tin trước đây của Hùng Lê. Và Hùng Lê đã liên tục không khuyến nghị chúng ta tham gia đầu tư ở trong cái thời điểm mà khi PVS đã đánh mất những cái mốc ở đây, ở cái mốc khoảng vùng 24 đến khoảng vùng 25. Sau khi mà giảm dài thì Hùng Lê đã có những cái tọa độ dự chỉnh, và dự chỉnh trong cái tọa độ mà dự chỉnh gần đây nhất đó là về đến vùng 10, 13. Gãy vùng 13 thì chúng ta có vùng 10, và gãy vùng 10 thì Hùng Lê đang 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 dự báo một cái xu hướng của PVS có thể đánh lại về vùng 6 6.5 đến vùng 7. Đó, và các anh chị có thể nhìn thấy rằng là khi mà Hùng Lê dự báo thì nó cũng khá là chính xác về các cái điểm mà tọa độ về cổ phiếu chỉnh, và khi Hùng Lê đánh giá rằng cổ phiếu xấu thì các anh chị của chúng ta cũng nên tránh ra, chúng ta đừng có mua. Bởi vì chúng ta mua như vậy là chúng ta tự đưa chúng ta vào một cái thế khó. Bản thân PVS thì sau một cái giai đoạn dòng tiền hướng lên thì Hùng Lê có thể đánh giá rằng là khả năng thì sang tuần tới sẽ có một vài phiên lình xình ở đây, và hiện tại thì đang đóng cửa vùng 10.2, tức là cái biên kỹ thuật của PVS chưa bị gãy, nhưng chỉ cần một cây nến đỏ dài và lượng bán khoảng tầm 5 đến 6 triệu cổ phiếu và PVS bị đánh mất mốc 10 thì như vậy là PVS sẽ tiếp tục về ở những vùng sâu hơn, và như vậy là một cái tín hiệu khá là xấu đối với PVS trong những cái thời điểm ngắn hạn. PVS hiện tại thì Hùng Lê cũng không khuyến nghị chúng ta đầu tư. PVD đó, các anh chị có thể nhìn thấy là khi PVD bị gãy vùng 15 16.5 này thì Hùng Lê đã có những cái nhịp phân tích giảm dài. Và nhịp giảm dài đầu tiên Hùng phân tích đó là về vùng 11.5, từ vùng 11.5 này Hùng tiếp tục phân tích về vùng 8. Thì rất nhiều những anh chị mà khi mà Hùng lên cổ phiếu này đang ở vùng 12 mà Hùng nói đến vùng 8 là rất nhiều ý kiến trái chiều, và một số các anh chị nói rằng là chém gió, nhưng trên thực tế thì các anh chị có thể nhìn thấy rằng là vùng 8 đến thời điểm này cũng không còn được giữ được nữa. Và bản thân trong cái video tuần trước thì Hùng Lê đã dự báo đến vùng 6 rồi. Nếu như gãy vùng 8 thì cái xu thế tiếp theo của PVD sẽ đánh về vùng 6. Và cây nến kết tuần của PVD như thế này là xấu. Tín hiệu hồi của MACD nó vừa chạm chớm hồi thì nó lại bị mất, và khả năng thì dòng tiền sẽ tiếp tục suy giảm trong những phiên đầu tuần tới đối với mã cổ phiếu PVD. Một số anh chị có hỏi mã cổ phiếu PVT như thế nào thì Hùng sẽ nói luôn phân tích mã cổ phiếu PVT ở đây. Thì bản thân PVT là đánh mất cái mốc ở đây, mốc 12, thì đương nhiên là sau đó thì nó sẽ rơi thôi. Kỹ thuật là như vậy. Nó sẽ rơi về vùng 8, rơi về vùng 8 thì bây giờ về vùng 8 cũng là một cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu PVT, và đã có những cái lực cầu bắt lại ở đây. Tuy nhiên những cái lực cầu này thì Hùng Lê đánh giá chưa thực sự thuyết phục, và khả năng thì Hùng dự báo rằng PVT nó khả năng nó sẽ đi về vùng 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 bao nhiêu, vùng 6 thì nó sẽ hợp lý hơn. Chúng ta cùng đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến Vietcombank.
Bản thân Vietcombank thì chúng ta cũng đã có những cái phân tích từ vùng 87.5 mất hỗ trợ chạm thì giảm về 80, gãy 80 thì ông Lê có đề cập đến vùng 65. Gãy 65 thì chúng ta sẽ đón Vietcombank ở vùng giá 55 đến vùng giá 57. Và chúng ta cũng thấy rằng đây là cái điểm hạ cánh trong cái kịch bản phân tích cuối cùng của ông Lê. Khi chạm về vùng này thì Vietcombank sẽ có xu hướng hồi lên. Xu hướng hồi lên chạm lại vùng 65, và trong phiên ngày hôm nay thì nó đang ở Vietcombank chạm lại vùng 65. Và khi chạm lại vùng 65 thì cổ phiếu này đã không giữ được giá cao nhất trên vùng 65 và đang có một cây nến, gọi là cây nến búa, gần như cây nến búa quay ngược, bóng quay ngược. Thì như vậy cho thấy rằng là cái lực cầu nó không giữ được cuối phiên, và như vậy là nó bị đuối cầu. Thì với việc tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Vietcombank sẽ hồi, nhưng mà như vậy là những cái dự báo về hồi về vùng 65 thì nó đã kết thúc rồi. Như vậy là chúng ta không còn cái cơ hội để chúng ta mua, để chúng ta đánh nhịp hồi này nữa, và chúng ta sẽ chờ lại thằng Vietcombank sẽ có những cái nhịp chỉnh lại ở quanh vùng 60, lấp lại cái vùng gap này, tức là khi chạm về vùng 65 thì sẽ lấp lại vùng 60, và từ cái vùng 60 này thì chúng ta sẽ quan sát cái tín hiệu cung cầu đây để có thêm những cái định lượng. Hiện tại hiện tại một số các chỉ báo về dòng tiền và chỉ báo về tín hiệu MACD thì nó cũng khá là tốt, và cái vùng hỗ trợ vùng 55 đến vùng 57, biên trung bình ở khoảng vùng 55.5 đến khoảng vùng ở đây là biên trung bình ở đâu đó khoảng vùng 55.8, khoảng cái vùng này cũng là cái vùng hỗ trợ khá là mạnh của Vietcombank rồi. Thì như vậy là thường là khi chạm về hỗ trợ thì các mã cổ phiếu sẽ có những cái tín hiệu hồi. Mã cổ phiếu BIT đúng không ạ? BIT thì chúng ta phân tích một cái nhịp target tuyệt vời ở bên này. Nếu như anh chị nào mà theo dõi những bản tin của ông Lê từ cái bên kia con dốc và về đến vùng 55, 54 thì ông Lê đã khuyến nghị các anh chị chúng ta bán đi, bán để chốt lời đi, chốt lời không bao giờ sai cả. Và khi gãy vùng 45 thì ông Lê đã có những cái phân tích dự báo về việc là BIT sẽ đi về cái biên ở khoảng vùng 30 đến vùng 32.5, trong đó biên trung bình sẽ tính toán ở khoảng vùng 31.2. Và từ cái điểm này thì xu hướng là cổ phiếu BIT sẽ hồi, và cái hồi mắc của chúng ta sẽ chạm về được khoảng vùng 37. 37 trước mắt sẽ là khoảng vùng 37, Hồng Lê đánh giá khoảng vùng 37. Một số các chỉ báo về dòng tiền và Hồng Lê đang kỳ vọng tín hiệu MACD sẽ thu 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 hẹp ở đây. Biểu đồ tuần trước sẽ thu hẹp và sẽ có những cái sự chuyển pha ủng hộ cái đà tăng của BID. Đối với những cái tài khoản nào mà chúng ta chưa có bid thì chúng ta có thể canh lại bid ở quanh vùng khoảng 31.5, từ vùng 31 đến vùng 31.5 ở đây. Có thể trong tuần tới sẽ có cái giá đó, bởi vì là xu thế thị trường thì nó chưa ổn định, nên là những cái điểm test đó thì hoàn toàn có thể khả thi, và chúng ta có thể mua những cái vị thế ở quanh vùng đó để chúng ta đón những cái nhịp hồi của cổ phiếu. ACB, bản thân ACB thì trong cái giai đoạn mà khi ACB đánh chạm vùng 26 ở đây nó rất là khỏe. Tuy nhiên là nó cũng không giữ, nó cũng không thể chống lại cái quy luật chung của thị trường, và như vậy là bây giờ ACB đang lùi lại ở vùng 19. Xu hướng ngắn hạn thì Hùng chưa nhìn thấy được cái sự hồi phục tích cực, và khả năng thì vẫn đang lình xình ở vùng 19 này, có thể phiên ngày thứ hai có thể test trả lại vùng 19 ở đây. Tín hiệu MACD như thế này nó vẫn đang là xấu, tức là nó vẫn đang thiên về cái kịch bản giảm giá nhiều hơn là kịch bản tăng giá. Và việc ACB cần giữ được nền 19, chứ nếu mà ACB mà bị gãy nền 19 thì như vậy nó cũng sẽ rất là xấu đối với mã cổ phiếu này rồi. Nếu mà gãy vùng 19 thì khả năng là chúng ta sẽ phải chia tay với cổ phiếu ACB, vì như vậy cái cơ hội phục hồi gần như nó không còn. MBB nó là một cổ phiếu nó hơi xấu rồi. Khi MBB bị mất mốc 20 thì ông Lê có dự báo về vùng 16. Anh chị xem lại những bản tin cũ. Về vùng 16 bị gãy thì ông tiếp tục có những cái dự báo về vùng 14, và hiện tại thì MBB đang trên đường đi về vùng 14. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này thì vùng 14 khả năng sẽ là khó giữ. Và việc MBB nếu như trong tuần mà MBB xuất hiện một cái cây nến đỏ dài như thế này, buôn qua vùng 10 14 thì như vậy là nó sẽ tiếp nối một cái đà giảm tiếp, và như vậy MBB sẽ đánh chạm về vùng 10. Như vậy cũng là một cái mức giảm tương đối là khốc liệt, khoảng tầm 50% từ vùng giá 20, và bây giờ đã vùng 10 rồi. Đó, một cái mức giảm tương đối mạnh. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại cùng Lê đánh giá thì MBB là xấu, tín hiệu xấu.
công thương thì cũng chưa thể tăng mạnh được, và công thương thì đang có xu hướng test lại cái vùng nền 18, sẽ có xu hướng test lại vùng nền 18 thêm một lần nữa, bởi vì là hiện tại thì xu hướng của công thương sau những cái nhịp hồi này thì những cái nhịp hồi này nó không thực sự là dứt khoát, mặc dù tín hiệu dòng tiền thì có tốt hơn nhưng mà cái thanh khoản và những cái chỉ báo kỹ thuật khác thì hôm nay đang quan sát thấy công thương chưa chưa thực sự là ổn. Thì nó sẽ có xu hướng test lại nền 18, và cái nền 18 này cũng là cái nền đánh giá rất là quan trọng đối với việc là quyết định cái xu thế tạo nền và xu thế đi tiếp của công thương. Trường hợp nếu như công thương bị gãy nền 18 với một lượng một cây nến đỏ đặc như thế này và một cái lượng vốn bán đẩy khoảng tầm trên 7 đến 8 triệu cổ phiếu, 7 đến 8 triệu cổ phiếu, thì như vậy nó sẽ rất là xấu cho xu hướng của công thương, và như vậy thì chúng ta lại phải tính toán ở một cái tọa độ thấp hơn của công thương ở vùng giá 15. Thì đấy là những cái dự báo sớm của Lê, chúng ta tùy vào cái tình hình thực tế để chúng ta có được những cái tiên lượng, và khi những cái kịch bản xấu hơn nó xảy ra thì chúng ta cũng sẽ có những cái định thần, và để chúng ta có những cái hướng để chúng ta hành động trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư. Techcombank Techcombank thì sau khi mà Hùng Lê có những cái phân tích nhịp hồi đây này, target mắc chạm vùng 24, các anh chị xem lại, đấy là một cái nhịp hồi ở đây. Đấy là một cái nhịp hồi ở đây, và đến vùng 24 thì Hùng Lê đã có khuyến nghị trên room của VPS01 rồi, chúng ta sẽ chốt đi. Bởi vì chạm về đây thì khả năng cổ phiếu nó sẽ giảm thôi, và như vậy là các anh chị có thể thấy là giảm từ vùng 24 và chạm về đến vùng 21.3, gãy vùng 21.3 thì Hùng Lê tiếp tục có những cái phân tích định lượng gãy về đâu đó khoảng vùng 16 đến vùng 17. Và tín hiệu tại của Techcombank thì một cái cây nến kết tuần nó cũng trơ vơ, tức là nó chạm cái biên giới của cái vùng phân tích hỗ trợ này. Và trường hợp nếu như phiên ngày thứ hai hoặc phiên ngày thứ ba có một cái cây nến đỏ dài mà kéo xuống như này đó, thì đấy là một cái dấu hiệu xấu của Techcombank, và như vậy thì kịch bản này xảy ra thì Techcombank xu hướng cao là sẽ tiếp tục giảm về vùng 12, và như vậy là một cái mức giảm cũng tương đối là khốc liệt đối với mã cổ phiếu Techcombank. Lên không được bao nhiêu nhưng khi cắm đầu xuống thì cắm rất là sâu. HD Bank cũng như vậy, HD Bank thì phiên ngày hôm nay nó là xấu rồi, khi HD Bank đánh mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó là vùng 26 thì cũng đã có những cái dự báo rơi về vùng 20, và tại vùng 20 này thì nó sẽ có những cái ban bật ở đây để xem nó có giữ lại được nhịp 20 không. Thì trên thực tế là trong tuần vừa rồi thì cái nhịp 20 của HD Bank đã bị đánh mất ở trong phiên ngày thứ hai đầu tuần, và chính vì cái việc đánh mất này, tức là đánh mất cái vùng 20, thì như vậy thì Hùng Lê tiếp tục có những cái dự báo về việc là HD Bank sẽ chạm vùng 16, xu hướng cao là chạm vùng 16, và với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì HD Bank khó khó giữ được ở vùng 16, thậm chí là có thể đánh chạm đến vùng 15, và như vậy là một cái tín hiệu rất là xấu đối với một cái tín hiệu rất là xấu đối với nhóm ngành ngân hàng nói chung và đối với HD Bank nói riêng. VP Bank bản thân VP Bank thì đã rơi về đến cái vùng này, là cái vùng hỗ trợ của nó là vùng 19 đến vùng 20 rồi, và biên trung bình 19.5. Thì đây là cái phân tích định lượng cuối cùng của Hùng Lê tại cái nhịp chỉnh của VP Bank, và bản thân thì khi VP Bank mà chạm vùng 27 28 này khuyến nghị chốt lấy chốt để, nhưng mà gần như không, nhà đầu tư hình như không nghe Hùng Lê nói và cứ thế mua vào, thì bây giờ chúng ta đã phải chịu một cái mức lỗ rồi. Hiện tại thì cái xu thế để đánh giá cái xu thế của VBank thì Hùng vẫn đánh giá là chưa thực sự là chưa chưa thực sự mạnh, khi tín hiệu MACD chưa có cái sự phân hóa mạnh, và đặc biệt là những cái tín hiệu về dòng tiền thì có thể nó sẽ có sự hồi phục, nhưng mà sự hồi phục này nó cũng chưa dứt khoát, và có thể nó sẽ có những nhịp test lại, và trên những cái kịch bản hiện tại thì có thể VBank sẽ chỉnh lại vùng 18, sẽ có những cái điểm test lại vùng 18. Và tại vùng 18 này thì VBank test có thành công hay không thì chúng ta lại tiếp tục chờ những cái phân tích và định lượng của Hùng Lê, bởi vì phân tích kỹ thuật của Hùng Lê cần phải quan sát những cái yếu tố về, ví dụ như khi về đến vùng 18 thì Hùng quan sát những cái tín hiệu về cung ở đây này, cầu này, rồi cái cách khớp lệnh của cổ phiếu này, rồi là cái yếu tố tạo lập ở đây này, mình có phải đánh giá rất nhiều những yếu tố ở đây để mình có thể đánh giá được là có hồi hay không hồi đó, thì chúng ta cần phải quan sát những cái diễn biến ở trong phiên. Chúng ta phân tích thêm mã cổ phiếu
SHB, tại vì SHB một số các anh chị đang giữ. Thì bản thân SHB là chúng ta thấy rằng là khi mà SHB có một cái nhịp rũ ở đây, nhịp rũ từ vùng giá 13 mà rũ về vùng 10 thì gần như là chúng ta thấy rằng gần như không có thanh khoản, và sau khi một cái nhịp mà SHB kéo lại đến vùng 13, gần chạm đến vùng 13 thì cũng gần như không có vol, tức là vol nó chỉ đạt được khoảng tầm 3 triệu, 3 đến 4 triệu cổ phiếu trên một phiên. Thì với cái kịch bản hiện tại thì cũng nên đánh giá rằng có thể cái dòng tiền tạo lập nó vẫn đang nằm lại ở trong cổ phiếu SHB. Vậy thì để đánh giá rằng là có nằm lại hay không thì chúng ta sẽ chờ cái sự vận động của SHB ở khoảng vùng giá 12.5 đến khoảng vùng 13. Đây, khoảng vùng 12.5 đến khoảng vùng 13 để chúng ta đánh giá thêm cái yếu tố tạo lập ở đây. 12.5. Và nếu như tại vùng này mà lực cầu nó không ra thì khả năng là khi mà thị trường chung hồi phục thì SHB sẽ đánh vượt thoát vùng 13, và như vậy thì có thể chạm lại về vùng 15.5 đến khoảng thậm chí là vùng 16. Bởi vì dòng tiền 15.5, bởi vì dòng tiền tạo lập mà nó chưa ra thì cái nó chỉ ấp ủ ở trong đó thôi, thì như vậy là nó sẽ kéo thêm một nhịp nữa, và cái điểm mà khi mà nó kéo tạo lập thì nó phải kéo lên một cái mức rất là cao, và sau đó thì nó rũ dần, xả dần, xả dần, và nó đảm bảo đến là khi nó xả hết hàng xong thì nó sẽ về đến cái vùng nó kéo, hoặc là nó lõm hơn một tí nhưng mà nó vẫn có lãi, đảm bảo như vậy. Chúng ta sẽ phân tích hai mã cổ phiếu chứng khoán HCM. Bản thân HCM thì cũng đã có những phân tích nó khá là xấu khi mà rơi gãy ở đây. Các anh chị có thể xem lại những cái bản tin trước đi. Và chúng ta chỉ nói đến cái giai đoạn hiện tại là HCM thì khi mà có cái nhịp hồi ở đây thì một số các anh chị có hỏi Hùng Lê là có mua không, thì cũng đánh giá rằng là cái giai đoạn này thì chúng ta cũng chưa nên mua. Bởi vì nó hồi cùng lắm thì nó chạm được vùng 14, và khi về đến vùng 14 thì nó lại chỉnh lại về nền. Nó là chỉnh lại về nền 12. Và tại vùng 12 này thì chưa chắc là cổ phiếu này đã giữ được, và như vậy thì cái xu hướng của HCM có thể chạm lại về vùng 10, có thể chạm lại về vùng 10. Bản thân SSI thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. SSI thì những cái nhịp hồi này thì cũng nên đánh giá rằng nó không thực sự là tích cực, và thậm chí là còn không kịp T cộng. Nếu như anh chị nào mà mua phiên này thì không kịp T cộng, và xu hướng sẽ chạm lại về vùng 11.5 đến vùng 12. Ở vùng này mà cổ phiếu không tích lũy lại được thì có xu hướng chạm về vùng 8, và bản thân SSI thì nó cũng nằm ở trong một cái kênh xu thế giảm dài mà ông Lê đã phân tích trong liên tục ở các cái bản tin phân tích tuần vừa qua. Chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành thép. Đầu tiên sẽ là HPG. HPG ngày hôm nay xấu rồi. Trong một cái nhịp phân tích kỹ thuật gần đây nhất của Hòa Phát, đó là chúng ta dự báo là Hòa Phát sẽ chỉnh về chạm về khoảng vùng 17.5 đến vùng 18. Tại đây sẽ có một cái nhịp hồi phục kỹ thuật. Về mặt hồi phục kỹ thuật thì hồi phục mắc là sẽ chạm lại khoảng vùng 20 đến vùng 20.4, và trên thực tế thì chạm đến vùng 20. Và sau đó thì nó sẽ chỉnh lại để nó test nền, và chỉnh lại test nền thì cái chỉnh lại test nền đã thất bại trong tuần vừa qua. Đó là khi mà HPG đã bị gãy vùng 17.5, tức là ở cái tín hiệu chỉnh bị thất bại, và chính vì thất bại nên là xu hướng cao là Hòa Phát sẽ rơi về vùng 12. Rơi về vùng 12, và trên cái con đường rơi về vùng 12 đó thì không phải là nó rơi một mạch, các anh chị lưu ý như vậy. Bao giờ nó cũng sẽ có những cái nhịp kéo xả, tức là có thể nó rơi chạm vùng 15 và sau đó nó sẽ kéo nhịp kỹ thuật lên. Đây nó giống như là ở cái nhịp này các anh chị, nó rơi về vùng 18 và nó kéo lên vùng 20, và sau đó thì nó tiếp tục nó xả tiếp. Tiếp tục bị gãy các cái điểm hỗ trợ đằng đằng trước đây. Thì về bản thân Hòa Phát cũng như vậy, thì trong cái nhịp này thì cũng dự báo là cái xu hướng khả năng cao thì Hòa Phát sẽ đi về vùng 12, 12 đến vùng 13, cơ bản là như vậy. Và tín hiệu ngày hôm nay của Hòa Phát với một kênh đến kết tuần như thế này nó là xấu. Hoa Sen HSG. Bản thân Hoa Sen thì sau khi gãy ở cái vùng đầu tiên là gãy vùng 7.7 thì dự báo về vùng 7, gãy vùng 7 dự báo về vùng 5.5, và gãy vùng 5.5 thì đang đi về vùng 3.5 ở đây. Thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Hoa Sen thì chúng ta cũng đang thấy rằng là đây cũng là một cái vấn đề lớn, và cái xu hướng thì có thể là nó sẽ có những cái nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn ở đây, ở những cái nhịp kéo lên rất là ngắn, và sau đó thì sau những nhịp kéo lên ngắn như thế này thì khả năng là lại có những nhịp giảm.
Đó, và cái cách thức đi của cổ phiếu, cái cách thức vận động của cổ phiếu nó cũng khá là đơn giản. Nếu như chúng ta chịu khó, chúng ta quan sát cái lượng cung cầu, quan sát cái cách giao dịch ở trong phiên, chúng ta hoàn toàn có thể định lượng được những cái đường đi của cổ phiếu như này. Nam Kim NKG. Nam Kim sau khi gãy vùng 8 thì dự báo chỉnh về vùng 7. Gãy vùng 7 thì chúng ta có những cái định lượng ở quanh vùng 5.7 à 5.67, và gãy vùng 5.67 thì chúng ta tiếp tục có một cái vùng ở đây, đó là vùng 4.5 đến 4.8. Nếu trường hợp Nam Kim gãy tiếp cái vùng này thì như vậy thì Nam Kim sẽ đi về vùng 3. Thì về cơ bản là đối với Nam Kim thì chúng ta sẽ phải chờ thêm những cái tín hiệu tích lũy nền ở đây, những cái tín hiệu tích lũy nền ở quanh cái biên này. Hiện tại thì đang có những phiên ra hàng cũng tương đối mạnh đối với Nam Kim, và chỉ báo dòng tiền thì cũng đang có những cái dấu hiệu hồi lên. Thì thường ấy, là khi mà nó rơi chạm vùng hỗ trợ thì bao giờ nó cũng hồi lên, và cái nhịp hồi lên này thì hồi lên mà không không hồi hẳn lên được, tức là cái dòng tiền đánh không dứt thoát thì thường nó sẽ test lại nền nền và thường hay bị gãy nền, và như vậy thì nó sẽ đi về những cái xu hướng nó xấu hơn. Đó, xu hướng xấu hơn thì hiện tại là có thể, rất có thể là xu hướng này thì Nam Kim cũng sẽ đi về khoảng vùng 3 đến 3.5 ở đây. Hơi xấu, Nam Kim hơi xấu. À, chúng ta cùng phân tích một số các cái mã cổ phiếu về nhóm ngành xây dựng mà cùng lên đánh giá là cũng đang có những cái dấu hiệu có những cái sự hồi phục. Thì HDC trong bản tin video tuần trước thì Hùng Lê có tìm một cái nền hỗ trợ ở đây, đó là khoảng nền 14 đến nền 14.5. Và khi mà cổ phiếu này gọi là chỉnh về đây thì sẽ có những nhịp tăng lên, giảm xuống, và chúng ta thấy rằng trong tuần thì HDC đúng kịch bản của chúng ta phân tích, đó là chạm lại về vùng 16. Và thường khi chạm vùng kháng cự thì thường là cổ phiếu nó sẽ có những cái nhịp rung rũ lại, và những cái nhịp của HDC mùng lên đánh giá như này nó khá là tích cực. Thì chúng ta sẽ kỳ vọng là nó sẽ test lại nhẹ đây, và sang tuần thì cổ phiếu này có thể có một cái sự hồi phục. Tất nhiên là sự hồi phục này nó cũng không thể mạnh được, bởi vì thị trường chung thì nó đang rất là yếu. Tí nữa thì Hùng sẽ nói về thị trường chung. Đạt Phương. Đạt Phương thì như tín hiệu kỹ thuật như thế này là xấu rồi. Bởi vì tín hiệu MACD thì gần như nó không phân định được thắng thua bên mua và bên bán. Ngoài ra thì cổ phiếu Đạt Phương lại test lại về vùng nền ở đây, đó là nền 23. Nếu như tại nền 23 này Đạt Phương bị gãy thì như vậy là xấu, như vậy là xấu. Anh chị lưu ý, những anh chị nào mà đang cầm Đạt Phương lưu ý ở cái vùng 23 đến vùng 22.5. Đây này, vùng này là vùng rất là quan trọng các anh chị nhé, 2.5 đến khoảng vùng 23. Ở đây là cái vùng mà đánh giá cái xu thế của Đạt Phương nó còn hay nó mất cái xu thế hồi hồi ở đây. Đó, nếu như bị gãy hẳn ở đây thì nó sẽ đao xuống rất là mạnh, đao xuống rất là mạnh ở đây. Cô Tích Công CTD. CTD thì đang có những cái nhịp test lại nền lần 2 ở vùng giá 50. Test lại nền lần 2 ở vùng giá 50 ở đây thì trong phiên ngày hôm nay thì có tín hiệu cầu lên nhưng cuối phiên thì bị tụt cầu. Tụt cầu và đang có xu hướng kiểm tra lại vùng 50, và đối với Cô Tích Công cũng tương tự như Đạt Phương, tức là cái vùng 50 này là cái vùng đánh giá những cái yếu tố rất là quan trọng. Nếu như bị gãy vùng 50 thì như vậy là Cô Tích Công lại tiếp tục rơi, và rơi nhịp này thì nó cũng sẽ rơi tương đối mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì là cái lực cầu đánh ở đây nó không đủ dứt khoát để kéo cổ phiếu đi thì thường nó sẽ rơi mạnh sau đó. Ở VCS thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, đang có những cái điểm test lại nền 48.5 đến khoảng nền 50. Và cái nền này cũng là một cái nền để đánh giá được cái xu thế hồi của cổ phiếu. Những phân tích kỹ thuật hiện tại thì Hùng cũng chưa nhìn thấy là dòng tiền đủ lớn và đủ mạnh, và khả năng thì vẫn đang có những cái xu hướng đi ngang.
Thiên về kịch bản đi ngang tích lũy, chứ còn cái xu hướng hồi phục mạnh nhưng gần như nó cũng không có. Ok, như vậy là Hùng Lê cùng với tất cả những anh chị em của chúng ta vừa phân tích qua một số các cái nhóm ngành chính, nhóm ngành trụ, nhóm ngành ngân hàng, nhóm ngành xây dựng, nhóm ngành dầu khí, và một số các cái mã cổ phiếu blue chip khá là quen thuộc. Thì trong trong những cái phân tích của Hùng Lê, trong những cái phân tích của Hùng Lê thì Hùng Lê đã có những cái đề cập, đã có những cái đề cập về 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 mặt thị trường, về mặt thị trường. Đó là khi mà VN Index của chúng ta tăng, đó khi mà VN Index chúng ta tăng thì cái nội tại và cái lòng ở trong thị trường nó không thực sự là tích cực, khi mà nó chỉ tập trung co cụm lại đó, nó chỉ tập trung co cụm lại. Thì trong cái quá trình mà Hồng Lê tương tác với tất cả những anh chị em ở trên room thì Hồng Lê liên tục đó, liên tục có những cái phân tích định lượng về mặt cổ phiếu, về mặt cổ phiếu và về mặt thị trường. Và chúng ta đây hiện tại đây có những cái điểm yếu của thị trường trong phiên hôm nay, đấy là chỉ tập trung họ VIX, BVH, Vietcombank, BID, PNG và cần sự lan tỏa dòng tiền tốt hơn, là những cái đánh giá của Hồng Lê trong những ngày hôm qua. Đánh giá về Vinamilk này, đánh giá về Vinamilk này, đánh giá về PLX này, đánh giá về GAT này. Đây là những cái định lượng này. Trong phiên sáng ngày hôm nay này. Đấy, nó phản ánh không đúng cục diện của thị trường. Đó. Và ngày hôm qua thì Hùng dự báo rằng ngày kết phiên ngày thứ tư thì Hùng dự báo rằng VN Index sẽ test lại vùng 680. Phái sinh sẽ đạp lại về vùng 363 này. Đó, bộ trụ này, lưu ý đến MWG này. Các cái yếu tố khó khăn ví dụ như là dòng vốn ngoại rút này, hiện tại các yếu tố về ngoại biên này. Phái sinh, đây có những cái điểm phái sinh này. Họ VIX này. Vinhome này, có những cái đánh giá về Vinhome này, đánh giá về VIX này, đánh giá về VRE này, SAB này, Mansan này, VLC, vân vân và vân vân. Tức là trong trong team thì Hùng Lê thường có những cái phân tích để định lượng cho các anh chị như vậy. Thì bản thân là trong lòng thị trường của chúng ta nó đang tồn tại những yếu tố bất cập, mặc dù là xét trên yếu tố kỹ thuật thì VN Index có những cái điểm test tuần như thế này rất là đẹp, và những cái điểm Hùng Lê dự báo đó khoảng vùng 675 đến vùng 680. Sau khi mà chỉ số này chạm về khoảng vùng 700 thì đây 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 là những điểm test đẹp. Nhưng vấn đề là cái những cái điểm test đẹp này thì sang tuần có giữ được không? Đó, có giữ được không thì với những cái quan điểm hiện tại của Hùng Lê thì khả năng sang tuần những cái điểm test đẹp này nó sẽ không còn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì tín hiệu MACD nó không thực sự là tích cực, khi mà nó chỉ hơi chớm chạm những cái tín hiệu về mặt phân kỳ đó, và cái xu thế hiện tại của thị trường đang thiên về kịch bản là xu hướng đi ngang, và đặc biệt là những cái tín hiệu về dòng tiền thì phiên ngày hôm nay là dòng tiền nó không thực sự là dứt khoát, chính vì vậy nên là dòng tiền nó lại đang có xu hướng trả lại, và nếu như phiên ngày thứ hai mà dòng tiền có xu hướng đạp xuống lại thì như vậy là thị trường của chúng ta nó rất là xấu. Và ông Lê có đánh giá rằng trên những cái góc độ về các cái nhóm ngành, hiện tại là nhóm ngành ngân hàng đang khá là báo động, trừ một số các mã cổ phiếu đang giữ được nhịp, đó là Vietcombank, đó là BID, còn lại gần như các mã cổ phiếu đang bước vào một cái sự suy yếu, và một cái sự suy yếu rất là nghiêm trọng đối với nhóm ngành ngân hàng. Thì đấy là những cái lưu ý mà khi nhóm ngành ngân hàng suy yếu thì chúng ta đã mường tượng ra được những kịch bản không thể tích cực của thị trường được rồi đó. Và VN Index của chúng ta thì sang tuần thì có xu hướng, theo như Hùng Lê, có xu hướng test lại ở vùng 650 điểm một lần nữa, sẽ có xu hướng test lại. Sẽ có xu hướng test lại vùng đây, vùng tức là sau một cái nhịp hồi phục từ vùng 650 và chạm về vùng 700 thì cổ phiếu thì chỉ số VN Index của chúng ta có khả năng sẽ có xu hướng test lại ở vùng khoảng, đây là khoảng vùng bao nhiêu đấy,
Sâu hơn thì có thể vùng 650, nhưng mà mình kỳ vọng ở nếu mà test về 650 thì nó hơi sâu. Khoảng vùng 670. Khả năng là VN Index của chúng ta sẽ có những cái điểm test lại về vùng 670, và từ cái vùng này thì chúng ta sẽ có thêm những cái phân tích định lượng. Thì Hùng Lê sẽ quan sát tiếp phiên ngày thứ hai để Hùng có những cái phân tích định lượng cho tất cả những anh chị em. Đối với hợp đồng phái sinh VN30 F1M thì về cơ bản là vẫn là trend hiện tại, thì như vậy là khi mà phái sinh đã đánh mất mốc 6523 trong phiên ngày hôm nay, và phiên ngày hôm nay thì sọc rất là mạnh, và trong phiên ngày hôm nay thì Hùng Lê cũng đã có những cái tư vấn về phái sinh. Hiện tại thì cơ sở và phái sinh thì Hùng đang đi chung ở trên một dung, thì có thể là sang tuần tới phái sinh sẽ tiếp tục có những cái phiên sọc về khoảng đâu đó khoảng vùng 600. Thì đối với phái sinh thì chúng ta sẽ có những cái gọi là trending ở trong phiên giao dịch. Còn đối với chỉ số VN30 đó thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng Hùng Lê đang để ở trên biểu đồ nến tuần để chúng ta nhìn thấy được ở một góc độ tổng quan nhất về cái chỉ số này, tức là khi VN30 mất mốc khoảng tầm 856 điểm, tức là mất cái vùng hỗ trợ đây, thì gần như là VN30 đã rơi rất là mạnh. Và nhìn ở trên một cái xu thế tổng quan hiện tại thì chúng ta nhìn thấy rằng đường MACD đang cực kỳ xấu. Và chính vì đường MACD đang cực kỳ xấu như vậy và dòng tiền thì các anh chị đang nhìn thấy là đang rơi xuống cái hố sâu rất là sâu. Cho nên cái việc mà VN30 ở vùng 642 điểm này nó cũng chưa thực sự là thuyết phục đâu, và khả năng thì Hùng đang tìm đến ở cái vùng 600, đó là cái vùng hỗ trợ của VN30. Như vậy thì VN30 đang còn mất khoảng tầm 40 điểm. Đó thì chúng ta cũng suy ngược luận lại cái chỉ số VN Index và chỉ số phái sinh, thì nó sẽ đang có những cái sự khó khăn nhất định và có những cái sự giảm nhất định, đúng không ạ? Như vậy là tuần mới thì sẽ là một tuần mà giao dịch sẽ hết sức là khó khăn, nên là chúng ta sẽ chú ý, sẽ hết sức là lưu ý. Còn hiện tại ở trên team của Hùng Lê thì Hùng Lê có những có hai cái dòng comment đi song song với nhau, đó là những cái dòng comment về phái sinh. Đó thì phái sinh thì Hùng Lê cũng cơ bản là Hùng sẽ có những cái lệnh long và lệnh short thôi, lệnh long và lệnh short, và sau đó thì khi mà long đến đâu thì Hùng có những cái khuyến nghị để chúng ta đóng lệnh, ví dụ như là short ở vùng 1631.5 này thì sẽ ở cái thời điểm Hùng quan sát những cái tín hiệu đảo chiều của phái sinh thì Hùng sẽ khuyến nghị chúng ta sẽ đóng đóng lệnh ở vùng 620, tức là ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ ăn được bao nhiêu điểm, ví dụ như vậy. Đó, hoặc là khi Hùng nhìn thấy này, nếu như phái sinh mà thủng chiều nay, trong phiên chiều nay nếu mà phái sinh mà thủng vùng 626 thì có thể nhồi thêm lệnh sọc này. Đó thì những cái dòng comment của Hùng Lê thì gần như nó đó, ví dụ như phái sinh sẽ chốt đóng hết lệnh ở 632, tạm chốt 3 điểm trên một hợp đồng cho phiên sáng. Đấy là cái lệnh long lên. Thì về cơ bản là như vậy, thì Hùng Lê cũng mời tất cả những anh chị em là cộng đồng nhà đầu tư, nếu như có những góc nhìn về thị trường đồng với quan điểm của Hùng Lê thì mời các anh chị về để mở tài khoản tại công ty chứng khoán VPS và thuộc team của Hùng Lê quản lý để tham gia nhóm hỗ trợ chuyên sâu Room VPS CS01, và được Hùng Lê hỗ trợ trực tiếp qua điện thoại, qua Zalo, qua chat trực tiếp, và tất cả những cái vấn đề liên quan đến cổ phiếu thì Hùng Lê sẽ có thể chat một một với các anh chị và hỗ trợ các anh chị giao dịch ở trong phiên. Thân ái chào tạm biệt quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta sẽ gặp lại trong cái bản tin tiếp theo. Và Hùng Lê lưu ý tuần tới sẽ là một tuần giao dịch rất là khó khăn, bởi vì thị trường của chúng ta đang có những cái vấn đề nội tại, trong đó đang có những cái vấn đề về dòng tiền nó không thực sự là được lan tỏa, và những cái yếu tố tác động ngoại biên hiện tại là Hùng Lê cũng chưa thể đánh giá hết được, về tình hình bệnh dịch, rồi về tình hình ở trong nước, rồi vân vân và vân vân, thì đấy là những cái yếu tố bên ngoài thì Hùng Lê chưa thể đánh giá hết được. Còn về yếu tố nội tại thị trường thì Hùng Lê đánh giá rằng là thị trường của chúng ta không thực sự là tích cực. Ok, chúng ta tạm dừng bản tin tại đây. Chúc cả nhà có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và bên gia đình.